Dương Cẩm Linh bị hủy vai diễn vì nợ 6 tỷ đồng. Tối mùng 9 tháng 1, sau khi chia sẻ việc nợ khoảng 6 tỷ đồng và bị chặn đường đòi nợ, Dương Cẩm Linh cho biết cô bị cắt hợp đồng vai diễn. Dương Cẩm Linh nói, theo kế hoạch ban đầu cô tới đoàn phim từ 5 giờ để quay phim. Tuy nhiên, phút chót, đơn vị sản xuất gọi cô để thông báo hủy vai. Hôm nay tôi đinh ninh nhận một khoản tiền từ đoàn phim. Tôi cũng được các bên hứa chuyển khoản đặt cọc dự sự kiện vào hôm nay. Tuy nhiên, sáng nay đoàn phim gia nhân kêu tôi lên và thông báo cắt hợp đồng của tôi. Tôi đang bị dồn tới đường cùng, Dương Cẩm Linh nói. Linh cho biết, theo kế hoạch cô sẽ quay phim tới tối, nhưng nhà sản xuất không để cô diễn vì những lùm xùm đã xảy ra. Hợp đồng này trị giá hơn 100 triệu đồng, còn hợp đồng dự sự kiện là 60 triệu đồng. Cô hiểu vì sao đoàn phim làm thế, nhưng 15 năm làm nghề cô chưa từng trải qua cảm giác này. Dương Cẩm Linh cũng cho hay cô còn một hợp đồng phim khác, bắt đầu quay qua Tết Nguyên đán, nhưng với những lùm xùm đang xảy ra, cô lo lắng không giữ được vai diễn. Chiều mùng 9 tháng 1, Dương Cẩm Linh thừa nhận đang nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người và mỗi tháng phải trả 200 triệu. Với chủ nợ xuất hiện cùng Dương Cẩm Linh trong đoạn video đang lan truyền, nữ diễn viên nợ 300 triệu đồng từ tháng 6. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ. Dương Cẩm Linh nói thêm, hồi tháng 6 năm 2021, khi vay tiền, cô hứa trả nợ trong vòng 1 tháng nhưng không làm được. Do đó tới tháng 8 năm 2021, cô xin khất và hứa đi làm trở lại để kiếm tiền trả nợ. Theo Dương Cẩm Linh, tháng 10 năm 2021, cô trả người này 20 triệu. Tới tháng 11-12 năm 2021, cô trả lần lượt là 60 triệu và 20 triệu. Theo thỏa thuận, đầu tháng 1 cô phải trả 60 triệu nhưng cô không lo kịp tiền vì công việc không suôn sẻ. Cô dự định vay của một người khác để trả chủ nợ nhưng sự việc không thành. Cô khẳng định đã nhắn tin xin khất chủ nợ chứ không trốn. Khi công an hòa giải, Dương Cẩm Linh hứa trả tiền cho chủ nợ ngay khi lấy được tiền hợp đồng quay phim hôm 9 tháng 1. Đổi lại, người này không đăng video đòi nợ nhưng chỉ 2 tiếng sau, video lan tràn trên mạng xã hội. Dương Cẩm Linh sinh năm 1982 đến với điện ảnh nhờ giải Á hậu điện ảnh năm 99. Cô là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Gia tài phim ảnh của cô là hàng chục vai chính trong phim truyền hình và điện ảnh. Các phim Dương Cẩm Linh đã tham gia gồm Mặt Nạ Máu, Sóng Đời, Hoa Dại, Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau. Sau khi chia tay bạn trai Việt Kiều, Dương Cẩm Linh một mình nuôi con.